Vâng, xin chào mừng toàn thể quý vị, bạn quay trở lại với kênh Bão Hồng Audio. À, video clip lần này lên sóng cặp loa Tannoy Aden MK2. Đây là phiên bản thay thế cho dòng Aden Kiềng tròn, hay còn gọi là Aden Mark 1. À, và đời này thì thay thế, cải thiện hơn về giải cao, giải trầm, chất lượng âm thanh được cải thiện hơn rất nhiều. Uh, đây thực sự là một mẫu loa cực kỳ là đáng chơi trong tầm tiền. Uh, hiện tại thì những cái mẫu loa này uh, tùy theo tình trạng và hình thức thì uh, được uh, thị trường đang uh, uh, giao dịch với mức giá là từ khoảng uh, 50 cho tới 52 triệu. Uh, thì uh, có những shop bán hàng bờ hàng bụi thì có thể khoảng 48 triệu. Thậm chí là 45 triệu cho những cặp uh, cực xấu thì cũng có, Thế nhưng mà bên em thì uh, luôn luôn là tiêu chí chuẩn chỉ, đẹp, sang xịn mịn giao lưu với mọi người. Đó, cho nên là cái mức giá nó vẫn phải dao động từ 50 cho tới 52. Đó tùy từng cặp, từng đợt. Và mức giá thì luôn ổn định ở tầm đó rồi. Những cái hàng xấu hơn, kém hơn thì em không bao giờ em bán. Đó. Và hôm nay thì là một cặp tuyệt đẹp giao lưu với mọi người đang có sẵn tại bao Audio. Thực sự để mà nói thì cái cặp loa này à, là một trong những mẫu loa bán rất chạy, không chỉ riêng bên em mà rất nhiều nơi bán những cái dòng loa này. À, được anh em rất là ưa chuộng. À, vì tầm tiền của nó rất là hợp lý à, Thực sự là để mà mua loa mà tầm khoảng à, 50 triệu thì cũng có khá nhiều lựa chọn Nhưng mà để mà hay mà đáng chơi thì nó lại khá là ít à, Chính vì vậy thì cái mẫu loa này được anh em đánh giá là một trong những mẫu loa rất là đáng chơi Hay trong tầm tiền à, à, Và nó có một cái hình thức kích thước khá là lớn à, Cái kích thước lớn ý thì nó cũng là một điểm trừ và cũng là một cái điểm cộng Đó bởi vì với nhiều anh em mà căn phòng rộng mà chúng ta chơi những loa nhỏ quá thì thực sự nó sẽ bị hút không chỉ về hình thức bên ngoài nó sẽ bị hút và thứ hai là về âm thanh nó cũng không đảm bảo được uh, cho chúng ta cái độ phủ đó. nó sẽ bị loãng đó uh, thì với những anh em mà với chi phí đầu tư vừa phải mà muốn có một cặp loa to vừa để chơi vừa để trưng thì nó là điểm cộng còn với những anh em mà lỡ yêu nó rồi thế nhưng mà phòng lại hơi bị chật quá khoảng chục mét ấy, thì nó lại là một điểm trừ À, thì cho nên là nó cũng vừa có điểm trừ vừa có điểm cộng. thế nhưng mà cái điểm cộng thì nó lại được uh, uh, cộng nhiều hơn bởi vì là cái tầm tiền của nó để mà lựa chọn ra một cặp loa chơi hay như nó thì em nghĩ là nó cũng khá là ít trên thị trường và đặc biệt hơn là chúng ta chơi là chúng ta phải uh, có nhiều cái tiêu chí nhưng mà theo như em kinh nghiệm em bán hàng lâu năm ấy thì người việt nam chúng ta hay thường có những tiêu chí ví dụ như là uh, chơi dễ ghép này đó thứ hai là uh, bán lại giữ giá đó và bán nhanh luôn thì đó là tiêu chí của những người việt nam chúng ta lựa chọn đó, và đúng như vậy Aden thì nó lại đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí trên đó, cho chúng ta vừa chơi à, thanh lý thanh khoản cũng rất là nhanh và cặp đoàn này thì nó rất là đẹp đây chúng ta cùng xem đây à, bên em đang có sẵn Quý vị bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 0978 263 263 nhá. Em sẽ ghép với lại âm ly Luckman LX32U để chúng ta cùng uh, nghe cùng thưởng thức, cùng trải nghiệm. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp với em sẽ có mức giá tốt nhất theo số điện thoại 0978 263 263. Uh, em sẽ uh, ghép và test ở video clip sau nhá. Xin chào và xin hẹn em lại.